Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở xảy ra tại công trình xây dựng dự án căn hộ và dịch vụ Sun Garden trên đường Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà Lạt do công ty cổ phần quản lý đầu tư STC làm chủ đầu tư đã gây sạt lở nghiêm trọng đến an toàn tính mạng tài sản trong khu vực. Ghi nhận trong ngày 16 tháng 6, công trình đã ngừng thi công sau khi xảy ra sạt lở đất. Hai hộ dân với 6 nhân khẩu sống liền kề cũng đã được di dời đến khu vực khác để đảm bảo an toàn. Trước đó, trong quá trình xây dựng dự án căn hộ và dịch vụ Sun Garden đã khiến đất khu vực xung quanh bị sạt lở. Tại hiện trường, nhiều vị trí tường nhà, nền nhà bị trôi sụp, nước toát, có nguy cơ sụp đổ bất kể lúc nào. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã đình chỉ thi công toàn bộ công trình, yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp xử lý, che chắn, tuyệt đối không để xói mòn bờ đất trong khu vực. Được biết, dự án căn hộ và dịch vụ Sun Garden có quy mô 2 khối chung cư, tổng diện tích xây dựng 10.335 m2, trong đó có 92 căn hộ và 8 khu dịch vụ thương mại.